bây giờ bây giờ mình sẽ làm bộ chống cho nó ha này ở đây nó sẽ có cái nút mở cái browser bên tay trái lên nếu mà nó biến mất thì mình mở lên ha. ok rồi ở đây mình chọn on ở bên đây mình có thể thấy được cái những cái bộ symbol của mình ha symbol đây rồi, mình sẽ sử dụng bộ vengeance sao để mình làm tiếng kick với tiếng snare ha. ok mình sẽ lựa tiếng kích trước tiếng kích là bathroom này ok ví dụ mình chọn tiếng này rồi trước khi mình viết tiếng trống thì mình sẽ chuyển cái thước nó thành cái gọi là bit ha ok à, mình lưu ý là khi mình chọn ở đây rồi thì ở đây nó cũng có một cái móng ngựa ha nếu mình thấy nó mở nếu mình thấy nó mà mở cái màu xanh lá cây lên thì mình phải tắt nó đi ha bấm vô chọn men rồi là nó mất cái màu xanh đi rồi sau khi mình chọn biết rồi bắt đầu mình mới bỏ cái tiếng kích vô rồi để bỏ cho nó chính xác thì mình sẽ zoom lớn cái khuôn nhạc lên rồi, kéo con chuột để nó zoom lớn lên ha hoặc là để con chuột vô đây lăn lăn nó cho nó bự lên rồi ở đây mình thấy có nhịp một À, à, chưa cái này là cái này là khuôn ha khuôn một khuôn hai khuôn ba đây rồi kéo nó ra một chút rồi bắt đầu thả tiếng chống vô rồi tiếng chống nó nằm đây ha rồi mình chọn cái chổi đây cái chổi đây rồi bấm chuột trái giữ luôn để vô cái nhịp ha bấm chuột trái giữ luôn kéo qua phải cứ kéo hoài cho nó hết bài thôi ha hoặc là mình có thể kéo nửa bài cũng được và mình dừng để mình làm xong nửa bài rồi bắt đầu mình xử lý tiếp rồi